Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bắc Kinh thông báo có hơn 21 triệu tài khoản điện thoại di động và 8.000 điện thoại bàn ở Trung Quốc đã bị hủy trong vòng 3 tháng qua. Những cái chết do vi khuẩn virus Vũ Hán gây ra có thể đã góp phần vào số tài khoản này bị đóng. 21 triệu tài khoản điện thoại di động bị đóng cho thấy số người chết bởi vi khuẩn Vũ Hán ở Trung Quốc cao đến mức độ nào Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Trung Quốc. Người dân không thể vận hành nếu không có điện thoại di động. Từ việc lãnh lương hưu, nhận an ninh xã hội đến mua vé tàu, mua sắm, tất cả đều bắt buộc phải sử dụng điện thoại di động. Nhà cầm quyền buộc những người dân phải sử dụng điện thoại di động của mình để tạo mã sức khỏe. Chỉ với những mã sức khỏe mang màu xanh, người dân mới được phép đi lại trong nước. Do đó không thể nào không sử dụng điện thoại di động tại Trung Quốc. Bắc Kinh lần đầu tiên áp dụng mã số sức khỏe dựa trên điện thoại di động vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Tất cả người dân phải cài đặt ứng dụng điện thoại di động và đăng ký thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Sau đó, ứng dụng này tạo ra mã sức khỏe có thể có 3 màu để phân loại mức độ sức khỏe cho mọi người. Màu đỏ có nghĩa là người đó mắc bệnh truyền nhiễm, màu vàng có nghĩa là người đó có thể có mắc bệnh truyền nhiễm, màu xanh lá cây là có nghĩa là người đó không có mắc bệnh truyền nhiễm Bắc Kinh cũng đã đưa ra chương trình bắt buộc về nhận diện khuôn mặt vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 để xác nhận danh tính của người đã đăng ký điện thoại gần 10 năm trước kể từ tháng 1 từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 nhà công quyền đã yêu cầu tất cả những người dùng điện thoại di động phải đăng ký điện thoại với số nhận dạng thực ID của mình từ đó Chế độ có thể theo dõi mọi trao đổi của người dân thông qua hệ thống giám sát quy mô lớn trên toàn đất nước Trung Quốc. Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc phải kết hợp với tài khoản ngân hàng và tài khoản an sinh xã hội với số điện thoại di động của họ vì tất cả các dịch vụ này phải đối chiếu với số thẻ sim điện thoại với cơ sở dữ liệu của nhà nước để bảo đảm đúng là người chủ của tài khoản. 21 triệu tài khoản điện thoại di động bị đóng vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, MIIT đã công bố số lượng người dùng điện thoại ở mỗi tỉnh vào tháng 2 so với thông báo trước đó được đưa ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 cho dữ liệu vào tháng 11 năm 2019. Số lượng người dùng điện thoại di động và điện thoại cố định giảm đáng kể. Số người dùng điện thoại di động giảm từ 1 triệu 600.957 triệu xuống còn 157 1 triệu 579.927 triệu tức là ít hơn 21 triệu không trăm người sử dụng người dùng điện thoại cố định giảm từ 190,83 triệu xuống còn 189,99 triệu tức giảm 0,84 triệu theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, số dân Trung Quốc vào cuối năm 2019 gia tăng hơn 4,67 triệu so với năm 2018 và đạt 1 tỷ 4 so với giảm so với tài khoản điện thoại không đến từ giảm dân số. Việc giảm số người sử dụng điện thoại di động năm 2020 có thể là do việc kiểm định trên toàn quốc vào tháng 2, trong đó các doanh nghiệp nhỏ đã ngừng hoạt động, việc giảm người dùng điện thoại di động cũng có thể được giải thích theo cách này. Theo dữ liệu hoạt động của cả ba nhà mạng điện thoại di động Trung Quốc, tài khoản điện thoại di động đã tăng vào tháng 12 năm 2019 nhưng đã giảm mạnh vào đầu năm 2020. China Mobile là mạng lớn nhất với khoảng 60% thị trường điện thoại di động của Trung Quốc. Công ty này đã đạt 7,254 triệu tài khoản điện thoại di động trong tháng 2 0,862 triệu trong tháng 1. Người dùng 4G, 5G trong biểu đồ trên mọi con số đều tăng đều hàng tháng, chỉ trừ trong tháng 2. 1,2 khi vi khuẩn tàu bùng nổ tại Vũ Hán, Trung Quốc. China Telecom là nhà mạng lớn thứ hai và chiếm khoảng 21% thị phần. Công ty này đã mất 5,6 triệu người dùng trong 2 trong tháng 2 và mất khoảng 0,343 triệu người dùng trong tháng 1 năm 2020. China Telecom chưa công bố số liệu cho tháng 2 nhưng cho biết đã mất khoảng 1,186 triệu người dùng trong tháng 1. Trung Quốc cho phép mỗi người lớn đăng ký tối đa 5 số điện thoại di động kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2020 vì trường hợp Lớp bị đóng nên phần lớn các học sinh Trung Quốc đã tham gia các lớp học trực tuyến với số điện thoại di động. Có nghĩa là nhiều tài khoản điện thoại di động mới được mở vào tháng 2, tuy nhiên tổng số tài khoản lại giảm một cách khủng khiếp. Từ đó câu hỏi lớn là liệu tài khoản điện thoại di động giảm mạnh có phản ánh việc đóng tài khoản của những người đã chết do vi khuẩn Vũ Hán gây ra hay không? Có thể một số tài khoản bị đóng là do các công nhân lao động ở nước ngoài Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 29 tháng 4 năm 2019 rằng Trung Quốc có 288,36 triệu lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 3 quan chức nước này cho biết có hơn 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và hơn 90% lao động nhập cư đã quay trở lại làm việc. Do đó, chỉ có thể mất 10% số tài khoản do các công nhân nước ngoài về nước mà không trở lại Trung Quốc. Một số tài khoản bị đóng cũng có thể đến từ một số cá nhân hay doanh nghiệp có nhiều số điện thoại đã bỏ bớt số vì kinh tế đi xuống do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Vũ Hán. Tuy nhiên nếu chỉ có 10% tài khoản điện thoại di động bị đóng cửa 21,03 triệu vì người dùng đã chết vì vi khuẩn Vũ Hán thì số người chết sẽ là 2 triệu người. Cho đến nay số người chết được thông báo chính thức bởi Bắc Kinh đã không ăn khớp với tình hình thực tế. So sánh với Ý cho thấy số người chết tại Trung Quốc đã được báo cáo quá thấp. Ý đã sử dụng những giải pháp mà Bắc Kinh đã sử dụng trong thời điểm Corona virus Vũ Hán đã trở thành đại dịch ở nước này. Số người chết cho virus Vũ Hán ở Ý là 4.825 người, nghĩa là tỷ lệ tử vong là 9%. Còn ở Trung Quốc, với số dân lớn hơn rất nhiều bị nhiễm virus, số người chết được báo cáo là 3.265 dẫn đến tỷ lệ tử vong chỉ có 4%, chưa bằng một nửa so với báo cáo ở nước Ý. Hoạt động tại điểm dịch Hồ Bắc dường như mâu thuẫn với số người chết được báo cáo ở Trung Quốc. Bảy nhà tang ở Vũ Hán, Trung Quốc được cho là đốt xác 24 giờ trên 24 giờ và 7 ngày trong tuần vào mỗi cuối tháng 1, kể từ ngày 16 tháng 2, 40 lò hỏa táng di động, mỗi lò có khả năng đốt 5 tấn mỗi ngày ở tỉnh Hồ Bắc đã được sử dụng. Ngoài ra đã có nhiều xác được đốt ngoài trời ở bên ngoài một số ngôi làng vì thiếu dữ liệu nên số người chết vì virus Vũ Hán ở Trung Quốc là một bí ẩn. Con số tử vong thật sự có thể cao hơn rất nhiều so với con số chính thức được công bố ở Bắc Kinh. Còn ở Việt Nam, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung khuyên con của mình đang học ở Mỹ hãy dự trữ đồ ăn ở trong nhà 3 tháng không ra ngoài. Họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Virus Vũ Hán, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung chia sẻ cách đây 3 tuần, ông có khuyên con mua dự trữ thức ăn và ở yên trong nhà 3 tháng tại Mỹ. Chiều ngày 23 tháng 3 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Vũ Hán, thành phố Hà Nội, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết trước tình hình dịch virus Vũ Hán, hiện nay có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước. Theo đại diện Cục lãnh sự, do các nước đang có chính sách hạn chế xuất nhập cảnh, hơn nữa các hãng không các hãng hàng không cũng hạn chế đường bay, do vậy nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong việc về nước. Công dân muốn về nước gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh, hãy liên hệ với đại sứ quán ở các nước để được hỗ trợ, đại diện cục lãnh sự nói. Nói thêm về vấn đề trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung chia sẻ ông cũng có một người con trai đang du học ở Mỹ, nơi học cũng ở gần với tâm dịch Vũ Hán. Cách đây 3 tuần tôi có khuyên cháu mua dự trữ thức ăn đến hết tháng 6 và ở yên trong nhà 3 tháng tới. Ông Trung nói. Đề cập đến tình hình công dân về nước, ông Trung cho biết số người Việt Nam tăng cao trong mấy ngày qua. Ngày hôm nay cũng là cao điểm, đã đón nhận khoảng 1.000 công dân về nước. Tôi tin trong ngày mai ngày kia sẽ giảm, nhưng ngày mai theo thông tin đến nay có khoảng 300 người được đón về Việt Nam, ông Trung nói. Tuy nhiên theo chủ tịch thành phố Hà Nội liên quan đến trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam ở các nước, thủ tướng đã chỉ đạo bộ ngoại giao, đại sứ quán và các nước sẽ thực hiện bảo hộ công dân. Thành phố Hà Nội sẽ bố trí đủ cơ sở vật chất theo kế hoạch dự kiến đón khoảng 20.000 người về nước trong thời gian tới. Theo báo cáo ở Việt Nam của ông thủ tướng cũng như bộ y tế thì y tế của Việt Nam rất tốt để chống dịch. Vì vậy tại sao con của ông Trung và nhiều người khác không về nước mà phải ở bên Mỹ? Trong thời gian vừa qua, truyền thông trong nước và một số người đã đăng tin rằng Mỹ là một nơi không an toàn và y tế cũng rất là thiếu rất nhiều. Tại sao không về nước ở một thiên đường xã hội chủ nghĩa để phòng chống dịch bệnh mà lại trốn ở Mỹ tới 3 tháng? Với lương của một chủ tịch thành phố Hà Nội, ông lấy đâu ra tiền để nuôi con đi du học ở Mỹ? Về chống trị vi 19 ca ngợi chế độ của Việt Nam ưu việt và tốt đẹp. Ngày 20 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Nghĩa Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên chỉ trời chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch cúm Vũ Hán kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020. Theo người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành quả được thế giới đánh giá cao của Việt Nam trong phòng chống dịch cúm Vũ Hán thời gian qua đã thể hiện được tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ. Ông Nguyễn Phú Trọng lặn mất từ sau ngày 27 tháng 2 năm 2020, từ đó đến tận ngày 19 tháng 3 năm 2020 ông mới tái xuất hiện và sau khi tái xuất hiện thì ông đã cùng với bộ chính trị họp ban tiểu ban nhân sự của Đại hội Đảng Cộng sản 13. Ông đã cùng với đồng đảng của ông chia chác ghế ngồi chứ lo gì cho dân Chẳng qua bị dân chửi quá thì ông mới xuất hiện trên truyền thông để chứng tỏ có quan tâm đến dân mà thôi chứ thực chất ông đâu có lo gì cho dân của mình đâu Tất cả mọi thứ ông chỉ có lo cho đảng, lo cho cái ghế ngồi của ông một đít thay ghế Đó là một điều quá rõ ràng mà ai cũng có thể biết rõ ràng là báo chí và dư luận trong và ngoài nước khen ngợi nếu không có hệ thống chính trị như của Việt Nam thì chắc chắn đã không làm được. VOV đã dẫn lời của ông trọng nói, công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời, nhạy bén, quyết liệt cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc đã đạt được những kết quả tích cực được thế giới đánh giá cao. Nhân dân tin tưởng ủng hộ và tích cực tham gia trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn nhận định tiếp theo của ông Nguyễn Phú Trọng. Dự phiên họp có các lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính quyền bao gồm có ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và các ủy viên Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi vũ hán đứng đầu là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo bộ ngành khác. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng có buổi họp với Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch viêm phổi vũ hán. Sau một thời gian dài vắng mặt trên truyền thông Kể từ ngày bắt đầu có dịch Trước đó một hôm ngày 19 tháng 3 Ông Trọng đã chủ trì tiểu ban nhân sự Nhằm nghe tổ chức Giúp việc trình báo Về báo cáo tổng kết công tác nhân sự Bằng chấp hành dung đảng khóa 13 Và bàn phương hướng cho công tác nhân sự sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian dài đã khiến cho nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi về vai trò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm chủ tịch nước Việt Nam. Mạng xã hội đã bộc lộ khá nhiều câu hỏi và chỉ trích, có lẽ vì thế mà ông mới chịu xuất hiện trong thời gian này. Một số người còn so sánh các động thái của ông Trọng với chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Ông Tập cũng vắng mặt trước khi công chúng trong suốt nhiều tháng ở Trung Quốc vật lộn với đại dịch và đã giết chết hàng ngàn người mà chỉ xuất hiện tại Vũ Hán nơi đầu tiên xuất hiện viêm phổi Vũ Hán sau khi địa phương này đã gần hết dịch. Một số tờ báo quốc tế nói rằng việc tái xuất hiện của Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào cuối dịch là để chấn an người dân. Nhận thành quả chứng minh cho phương Tây thấy cách thức cai trị của ông đã dẫn đến những thành công trong việc ngăn chặn dịch ở Trung Quốc. Tại phiên họp ngày 20 tháng 3, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tán dương những thành quả của Việt Nam trong thời gian qua như kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh, điều trị thành công cho 16 ca bệnh đầu tiên và đã sản xuất được bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Ông cũng khen ngợi công tác tuyên truyền và đã được thực hiện tốt, đưa thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch. Và việc xử lý các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật đã diễn ra nghiêm minh và kịp thời. Tính đến 8 giờ ngày 21 tháng 3 Việt Nam đã ghi nhận có 94 ca nhiễm phổi và đến nay thì đã có hơn 100 ca. Trong đó có 2 ca nhiễm là nữ điều dưỡng, ông Tổng Bí Thư nói. Ông Nguyễn Phúc Trọng chủ trì cuộc họp của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đây cũng là hai nhân viên y tế đầu tiên mắc bệnh tại Việt Nam. Bầu bí thư trực tiếp tại đại hội vẫn là một hình thức ngụy dân chủ. Theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, trong thời gian qua đã có những đảng bộ tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư. Theo các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đây là bước tiến lớn về dân chủ trong Đảng. Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Lê Như Tiến cho biết cách làm này hay hơn rất nhiều so với việc đại hội chỉ bầu được ban chấp hành rồi ban chấp hành mới bầu thường vụ, thường vụ bầu bí thư phải qua nhiều tầng nấc. Bí thư là những người đứng đầu cấp ủy đó thì phải là chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn bầu ra vậy mới là dân chủ. Tôi cho đó là một dấu hiệu rất tốt về sự dân chủ trong đảng. Theo cách làm mới của đại hội đại biểu đảng bộ xã Thái Tân huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương vừa tiến hành đại hội bầu một lần đủ thành viên ban chấp hành đảng bộ xã theo đúng cơ cấu sau đó đại hội thảo luận và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư đảng ủy xã đại hội chia tổ thảo luận thực hiện ứng cử đề cử nhân sự bí thư đảng ủy xã ban chấp hành đảng bộ xã lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư đảng ủy nghe báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử đề cử nhân sự bí thư đảng ủy xã tại các tổ sau đó đưa ra bầu và đại hội để bầu. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, ban tổ chức Trung ương khẳng định nếu coi cách làm trước đây là dân chủ đại diện thì việc bầu trực tiếp bí thư tại hội tại đại hội chính là dân chủ trực tiếp, phát huy được những vai trò trực tiếp của đảng viên, đại hội trực tiếp bầu bí thư, có nghĩa là từng đảng viên bỏ phiếu bầu, như thế thì chính là thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp mà là dân chủ trực tiếp bao giờ cũng dân chủ hơn chủ đại diện Ông Hà lý giải Qua việc thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội Thì nó phản ánh điều gì? Có phải thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tiến hành dân chủ trong đại hội đảng Thứ nhất, chứng minh một điều hiển nhiên là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có dân chủ. Mặc dù ông Nguyễn Đức Hà có giải thích rằng trước đây là bầu theo kiểu dân chủ đại diện và nay là bầu cho dân chủ trực tiếp, mà dân chủ trực tiếp bao giờ cũng dân chủ hơn dân chủ đại diện. Dân chủ đại diện theo cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành trong nội bộ của họ cũng như bầu cử các chức danh trong hệ thống chính trị Đảng Cộng sản đều là ngụy dân chủ. Tức là dân chủ giả tạo, Mọi công tác nhân sự đã được ban tổ chức, đảng và chính quyền các cấp dàn xếp lựa chọn xong rồi. Việc đưa ra bầu cử chỉ là hình thức hợp pháp hóa một việc làm phi dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai chứng minh một điều là khi trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có dân chủ thì trong hệ thống chính trị của nó cũng không bao giờ có dân chủ. Tức là các cuộc bầu quốc hội, hội đồng nhân dân và các cấp chỉ là ngụy dân chủ. Cách bầu bí thư trực tiếp tại đại hội theo chỉ thị 35 cũng là hình thức ngụy dân chủ và do vậy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thực sự muốn tiến hành dân chủ trong nội bộ của họ. Tại sao như vậy? Bầu cử dân chủ là những nguyên tắc bắt buộc của nó, thiếu những nguyên tắc này thì đó chỉ là ngụy dân chủ. Nguyên tắc thứ nhất của bầu cử dân chủ là phải có tự do ứng cử. Tức là bất kỳ đảng viên nào tại cơ sở đảng muốn ra ứng cử vào ban chấp hành hay ứng cử bí thư thì đều có quyền tự do ra ứng cử. Trong trường hợp có quá nhiều ứng cử viên thì có thể quy định mỗi ứng cử viên cần có bao nhiêu chữ ký của đảng viên hay thậm chí là cho phép lấy chữ ký của quần chúng. Nguyên tắc thứ hai là phải có tối thiểu hai ứng cử viên tranh cử chức bí thư khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Nguyên tắc thứ ba là các ứng viên phải có cương lĩnh tranh cử và trình bày cương lĩnh của mình trước các cử tri. Nguyên tắc thứ tư là phải có ban kiểm phiếu độc lập còn đối với chế độ chính trị dân chủ cũng phải có nguyên tắc cấu thành nền nền dân chủ. Thiếu một trong các yếu tố cấu thành thì có đó không phải là chế độ dân chủ. Nguyên tắc thứ nhất phải có đa đảng, nguyên tắc này bảo đảm quyền tự do hoạt động chính trị của công dân, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các công dân khi tham gia các hoạt động chính trị, đảm bảo quyền cạnh tranh giữa các đảng chính trị, đảm bảo quyền tự do lựa chọn và các quyết định cầm quyền của nhân dân. Nguyên tắc thứ hai là phải có tự do báo chí. Nguyên tắc này bảo đảm bất kỳ công dân hay tổ chức nào cũng có quyền tự do làm báo chí. Bởi tự do báo chí là quyền lực thứ tư sau các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tự do báo chí là công cụ hữu hiệu của nhân dân để giám sát chính quyền và đảng cầm quyền. Nguyên tắc thứ ba của chế độ dân chủ là phải có bầu cử tự do và công bằng, có sự tham gia và cạnh tranh của các đảng phái chính trị, và các ứng viên độc lập. Qua các phân tích trên, chúng ta có thể kết luận rằng chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ ngụy dân chủ và là chế độ cực kỳ phản động. Lê Thanh Hải thoát tội Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp tiểu ban nhân sự của Đại hội 13. Tại cuộc họp này với vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự lẫn trưởng tiểu ban văn kiện, ông Trọng nhắc đi nhắc lại phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự của đại hội ba của đảng phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ then chốt của then chốt có liên quan đến sự sống còn của chế độ đại dịch Virus Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày có hơn 30.000 ca nhiễm mới. Riêng ở Việt Nam hiện đã có 113 ca nhiễm. Đại dịch virus Vũ Hán là dáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam. Ngành du lịch hiện tại thiệt hại 7 tỷ đô la, ngành hàng không báo cáo con số thiệt hại là 30 tỷ Việt Nam đồng. 30.000 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra ở đồng bằng sông Cửu Long, nạn hạn hán kinh hoàng đã ngập mặn đang diễn ra trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng đạt kỷ lục trong 100 năm qua. Một phần nguyên nhân là do Trung Quốc đã vận hành hơn 11 con đập ở trên dòng sông Mê Công. Đó là các con đập lớn nhất đã chặn dòng chảy ở chính thượng nguồn của con sông Mê Công. Thế nhưng các nhân vật lãnh đạo cao cấp của đảng như ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Trần Cẩm Tú vẫn bình trần như vậy họ vẫn ngồi đó đặt vấn đề chia ghế ở đại hội 3 lên tầm quan trọng số 1. Hết buổi sáng và lấn sang cả buổi chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020, tiểu ban nhân sự tập trung bàn về danh sách quy hoạch Bộ Chính trị khóa 13 để trình ban chấp hành trung ương cho ý kiến tại hội nghị 12, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2020. Thời gian còn lại của buổi chiều họp Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Lê Thành Hải, Hoàng Lê Hoàng Quân, Tờ trình ông Trần Cẩm Tú đọc chỉ đề nghị mức cao nhất cách chức bí thư về chủ tịch và chủ tịch nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2015 dành cho Lê Thanh Hải. Bộ Chính trị thảo luận tuyệt nhiên không có phát biểu nào đòi trừng phạt mức cao hơn thẩm thậm chí thậm chí còn có ý kiến cho rằng như thế là quá nặng kỷ luật để dân đe tránh làm phức tạp thêm tình hình và đừng để cho thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền và kết quả người dân cũng đã rõ là cách chức một nhiệm kỳ của Lê Thanh Hải cảnh cáo ông Lê Hoàng Quân và khiển trách tập thể thường vụ nhiệm kỳ năm 2010-2015. Trò chơi vương quyền bao giờ chẳng thế, báo chí quốc danh được bật đèn xanh đồng loạt đăng về vụ thủ thiêm, rồi các cơ quan vào cuộc với trách nhiệm cao họ đánh động rầm rộ hô hào làm cho dân chúng phấn khích, kích thích cao độ và chờ đợi. Nhân dân Sài Gòn hà hê đây đó những cây bút lưu manh đã bắt đầu dẫn dắt dư luận và nhận lãnh và nhân lãnh đạo được tôn sùng như những vị thánh thế thiên hành đạo, dân thủ thiêm lại đặt niềm tin kỳ vọng, rồi hôm nay thì bị xì hơi bị lừa hết vốn này đến kèo khác suốt từ sau năm 1954 đến nay nhưng có vẻ như miền Nam trong trái tim tôi vẫn chưa sáng mắt ra những người miền Bắc thường nói với nhau rằng miền Trung ngây thơ khờ dại miền Nam dễ dụ cả tin nhận xét như thế chẳng sai chút nào vì sao không xử lý hình sự được Lê Thanh Hải sai phạm của Lê Thanh Hải chỉ gói gọn trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của thường vụ và thường trực thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế và việc của thành ủy. Trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể ban thường vụ thành ủy. Giai đoạn làm phó bí thư thành ủy Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương quy định. Kết luận trên không có dòng nào nói tới Lê Thanh Hải liên quan đến tham ô làm thất thoát con số bao nhiêu tiền hay gây thiệt hại được định lượng thế nào cho ngân sách. Kết luận cũng không chỉ ra được hậu quả lẫn hệ quả trầm trọng mà Lê Thanh Hải cùng với các đồ đệ giáng xuống đầu các thần dân vô tội. Dư luận xã hội bức xúc không sao lọt cái áo choàng mà quỷ cựu ủy viên Bộ Chính trị của Lê Thành Hải. Dân chúng phẫn nộ là đúng, nhưng mong muốn của họ là điều không hề xảy ra. Như đã nói ở trên cuộc họp của Bộ Chính trị chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020, không có bất kỳ ủy viên Bộ Chính trị nào đã động đến áo choàng đó là Lê Thành Hải. Ông ta lại mang nó hai nhiệm kỳ từ năm 2005 cho đến 2015. Nếu tội danh rất nặng cũng có thể lột một lớp áo mà thôi mà Bộ Chính trị cũng không đủ thẩm quyền làm việc này nếu muốn phải đưa ra Ban chấp hành Trung ương xin ý kiến Sai phạm của Lê Thanh Hải kinh khủng Tây Đinh hơn cả Đinh La Thang rất nhiều nhưng quy kết tội danh lại hoàn toàn không có vì thế để xử hình sự Lê Thanh Hải là điều không thể đó là chưa nói muốn lột trần ông ta ra chỉ có cách khai trừ ra khỏi đảng mà việc ấy là hoang đường không Thông cáo kỷ luật đưa ra hôm 20 tháng 3 năm 2020 nêu rõ ngoài xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm Bộ Chính trị cũng cân nhắc cả quá trình công tác cống hiến đóng góp của Lê Thanh Hải đối với thành phố Hồ Chí Minh Vế sau là ý kiến của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Võ Văn Thưởng Đây cũng là hai vị cho rằng chỉ nên cảnh cáo Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân Ông Nguyễn Phú Trọng không thể xử mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải bởi nhiều lý do như đã phân tích ở trên bản thân của ông Trọng cũng có những tương đồng như ông Hải. Nếu như lãnh chúa miền Nam Lê Thanh Hải có một nhiệm kỳ quản lý hành chính làm chủ tịch ủy ban nhân dân và hai nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức đảng với vai trò bí thư thành ủy, không chỉ gây ra vụ thủ thiêm mà còn nhiều tai tiếng khác gắn liền với cái tên Hai nhân thì sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng cũng một nhiệm kỳ nhắm nắm chủ tịch quốc hội và một nhiệm kỳ làm tổng làm bí thư của thành ủy thành phố Hà Nội đầy sóng gió. Ngay trong nội bộ bà, ngay trong nội bộ đảng người ta cũng sầm xì anh cả trọng không thể vô can, không chịu trách nhiệm gì trong việc nhóm lợi ích của Nguyễn Tân Dũng tham nhũng và phá nát nền kinh tế của quốc gia. Bởi lẽ 10 năm ba Dũng làm thủ tướng vai trò giám sát của chủ tịch quốc hội và trách nhiệm của tổng bí thư trong từng ấy năm ở đâu? Ba khóa 9, 10, 11 ngồi trong Bộ Chính trị Trung ương, hai khóa trong bộ chính trị, Lê Thanh Hải nắm tường tận những thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực. Lê Thanh Hải có thể phản biện rằng khi anh vô trách nhiệm thì đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm. Lê Thanh Hải đã thoát nạn một cách ngoạn mục việc kỷ luật ông ta chỉ là đòn xoa dịu dân chúng. Hơn nữa cách chức một nhiệm kỳ cựu bí thư của Hải, phe chủ lò Bất Kỳ có lý luận nhân cơ hội này gửi đi thông điệp dằn đè phe bà Dũng. Đừng đòi hỏi quá nhiều trước thềm đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi cán cân quyền lực đang nằm trong tay Tổng chủ thì việc chia ghế tất nhiên là quyền quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng. Đối với dân thủ thiêm nói riêng, dân Sài Gòn nói chung họ thật sự là bè cái nhầm. Từ sau đại hội 12 đến nay số lượng bị thi hành kỷ luật thật dùng mình 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy và các cấp, cấp 54.573 đảng viên, 92 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, hai đương kim ủy viên Bộ Chính trị, một ủy viên Bộ Chính trị, 22 ủy viên cựu ủy viên Trung ương Đảng, 38 sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an quân đội, cấp tướng là 23 người. Đội ngũ nhúng chàm có mặt đầy đủ bí thư chủ tịch các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Nực cười là hàng trăm ngàn tỷ của dân của ngân sách mà bọn chúng cướp được chảy vào khối tài sản riêng của gia đình chúng thì chưa thấy đảng và nhà nước thu hồi lại được đồng nào. Vậy thì nhân dân còn kỳ vọng và chờ đợi điều gì nữa? Khi mà hàng năm vào ngày sinh nhật của mình 17 tháng 11 năm 1949, ba Dũng đều nhận được một rừng hoa trúc tụng từ tứ trụ cho đến các ban bộ ngành trung ương thì khó có chuyện anh ba bị gì sau khi anh đã về vườn làm người tử tế. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân xin nhắc lại để bà nhớ lại một phụ nữ lừng lẫy, một tiền bối khả kính, từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là nữ trí thức tên tuổi của miền Nam. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, 1930-2006, là dân gốc Sài Gòn, là thành một thành viên sáng lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam dưới bí danh Thùy Dương, bà Hoa có câu nói để đời. Trong chiến tranh chúng tôi sống trong lòng dân, ngày nay khi quyền lực nắm ở trong tay Đảng, Đảng coi dân như kẻ thù tiềm ẩn. Vào khoảng cuối thập niên 1970, bà Hoa đã trao đổi cùng với luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, sau đó là chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội. Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy, tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả và sau đó bà đã ra khỏi đảng. Bà Dương Quỳnh Hoa qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2006 trong lặng lẽ và cô đơn. Báo chí của đảng không có một dòng ca ngợi hoặc gọi là tiễn đưa người phụ nữ lá ngọc cành vàng đã từ bỏ vinh hoa phú quý. Từ Pháp trở về bưng biển miền Nam để đi theo Cộng sản suốt cả tuổi thanh xuân của mình. Ngày 3 tháng 3 năm 2006 trên báo Sài Gòn giải phóng giáo sư Trần Cửu Hiệp Cửu Kiếm, cựu ủy viên ban quân y miền Nam, một người bạn chiến đấu của bà Hoa trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, có một bài ngắn về ôn lại kỷ niệm của bà Dương Quỳnh Hoa. Chỉ một bài duy nhất đó mà thôi. Ở Việt Nam làm người tử tế không hề dễ. Chào 45 năm sự biến mất của một nước Cộng hòa miền Nam. Tôi là ai giữa dòng định mệnh mang tên Việt Nam? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải luôn nhìn lại mình, nhìn lại những khát khao co rút lại như miếng da lừa và đếm lại tuổi trẻ hoang phí ngu ngơ trước cối say gió, thời cuộc bên đường. Ký ức lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi luôn bị ám ảnh đó là một buổi sáng nắng gắt. Trên mặt đường đầy quần trang vứt la liệt khắp nơi, tiếng người gọi nhau, tiếng xe hỗn loạn, tay mẹ nắm chặt tay tôi như sợ tôi vụt mất đi Y như một quốc gia miền Nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dài dẳng 20 năm. Từ lúc đó tôi lớn lên loay hoay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải làm gì, phải như thế nào để được chấp nhận là một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới có tên Cộng sản Việt Nam. Cuộc sống của một người miệt Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. À. Nếu 10 năm hay 20 năm nữa khi được hỏi tôi cũng sẽ nhắc lại y như vậy không khác gì nhưng chúng ta vẫn có thể vẽ lại nó. Năm lớp 3 tôi học ở ngôi trường cách không xa trung tâm Sài Gòn nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới kể về anh bộ đội chiến đấu giỏi mà tôi mượn mãi không được. Cuối cùng thì nó đồng ý cho tôi mượn xem nếu như tôi mang đồ ăn đến cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngồm ngoàm hết món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá tôi gào lên với nó bằng một câu nói mà thời đó tôi hay nghe người lớn chỉ vào mặt nhau, đồ bờ đít cộng sản. Thằng bạn của tôi cũng nổi giận, dường như câu nói đó vào cuối những năm 1970 là rất nặng nề thì phải, nó lập tức chạy vào lớp và kể với cô giáo chủ nhiệm tôi đã gọi nó là cộng sản. Bà cô nghiêm mặt trầm giọng nói với tôi, ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt. Tôi sợ hãi co do ở cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều hôm ấy. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng. Con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm đó nghe không? Sau này tôi mới biết cô là người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù mà nhà nước mới gọi là học tập cải tạo. Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc về một ông cụ có dâu dài, da mặt hồng hào được gọi là Bắc Hồ. Là trẻ con tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia, tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và với các chị. Tôi khoe học được rất nhiều điều và kể cho mẹ tôi, bác Hồ biết đến 60 thứ ngôn ngữ. Trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có 5 thứ tiếng mà thôi, Thầy con nói vậy, cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với tôi tiếng nào. Nhà tôi lúc đó vắng người. Các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì đang ngồi tù vì vượt biên không thành. Sau các câu chuyện kể từ bài học mới của tôi mang từ nhà trường xã hội chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài. Dù chỉ là trẻ con, tôi vẫn nhận ra được những điều gì đó mâu thuẫn, rách nát trên một bề mặt cuộc sống được đậy kín ca vang những bài ca ngợi đời mới tươi đẹp nó là tiền đề để tôi nhìn nhận và nhận thức về của mình về những sự bị cào cấu và cuối cùng là nát vụn mọi thứ trong tôi qua từng thiên kỷ khiến tôi phải tự khâu vá đời mình cho đến ngày hôm nay cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đáng trong thống khổ Tôi nhớ những chén bò bò dành cho ngựa ăn với đường chảy mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quá. Tôi nhớ những ngày xếp hàng dòng dã rượi trên để lãnh được mấy bầu ổ bánh mì theo nhân khẩu. Vác vội về nhà rồi ăn ngấu ăn nghiến như ngày mai là ngày tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí nhà trường các anh các chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của bọn bành trướng bắc kinh khiến cho người việt nam phải chịu khổ như vậy mọi người nghe và hò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi vào những đêm cúp điện nóng lực rồi mọi thứ dần đổi thay tôi cũng đổi thay thật cảm ơn những thùng sách vở từ chế độ cũ mà gia đình tôi mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại bất chấp việc truy lùng bắt đốt của chính quyền như thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm lại được lối đi bí mật đến được vùng đất thép, vùng đất phép thuật, Narnia. Tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm vào đó, thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra vườn đọc. Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm độn khoai lẫn sắn. Sách đã giúp tôi chỉ hô vang một lần ở những tuổi mít những buổi meeting bắt buộc rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt hồn hển vô nghĩa. Từ sách tôi biết được Việt Nam mình rõ hơn, biết được số phận của dân tộc mình nhiều hơn và ý thức được bản thân mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào và tôi cũng hiểu được nhiều hơn về ông cụ có bộ râu dài, da mặt hồng hào và mọi người gọi ông là Bác Hồ. Không biết từ khi nào Tôi đã bị ám ảnh về sự thật và thật may mắn hay xui rủi, tôi cũng không biết. Tôi lại khao khát muốn được sống, cuộc sống cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền không cho tôi làm thần dân trong vương quốc cộng sản. Tôi là ai vậy? Có lúc tôi tự hỏi. Mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với các bài giảng với nhà trường với các buổi học chính trị và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái bầu chọn là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản được coi là hạt giống quốc gia. Những ngày tháng đó tôi cũng đã tự hỏi mình phải ra sao và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn là mình và không cần tung hô là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy trì có tổ quốc mà thôi nhiều năm trước khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò hai vai trong một vở kịch đời nên tôi tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt để sống một trong số đông rất đông học trò của tôi lúc ấy dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng tội nghiệp thầy nếu thầy không phản động thầy đã có hết mọi thứ thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết tôi hèn yếu không khi không gánh nổi cái trò một đời hai vai mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn đang làm hay bị buộc phải vào vai chọn một bộ mặt đúng như mình muốn. Tôi đã nếm thất bại rất nhiều từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh. Hóa ra, đôi khi không nhận hai vai mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài. Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường đặt tự đặt ra câu hỏi rằng một trí tuệ như Đại Công Thần Nguyễn Trãi khi đón Lê Lai Lê Thái Tông ở chùa Côn Sơn át đã biến lành ít giữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi không cúi đầu van xin không quỳ xin sống? Người có thể viết một bản văn đã xua được cả một đảo quân phương Bắc lại không cất lời thuyết phục vua. Chắc chắn vì Nguyễn Trãi không thể sống hai vai kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn và thời thế không đời mình trong đời mình nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời. Thầy thích tuệ sĩ cũng ghi lại những câu chuyện như vậy và trong bài trí thức phải nói thầy viết. Nhưng tôi biết rõ một điều và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử, trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược. May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc và hơn nữa tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi chỉ còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người xung quanh, đặc biệt trước thời đại ác độc ngày càng lộ biên hình. Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi, người Việt hiện nay cần nhất là điều gì? Đó là câu hỏi rất lớn và cũng rất nhỏ. Người Việt hôm nay có đủ tất cả, có thậm chí có dư thừa hơn ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi phải dành miếng thịt ít ỏi có được cho bà ngoại đau yếu quanh năm nhưng những đứa trẻ hôm nay đang phát ốm vì được ép ăn quá nhiều thịt không những vậy hãnh tiến nhiều hơn chia rẽ nhiều hơn và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước người Việt cần nhất điều gì tôi chỉ xin chọn một điều đó là người Việt trở về là người Việt biết chọn lẽ phải và sự thật biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền George Orwell kể rằng khi những con lợn con được nuôi dậy và quay lại trang trại, chúng chỉ biết máng ăn và tuân lệnh. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt mới có thể nhìn vào núi sông tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay. Vì sao? Đó là điều cần nhất. Vì bởi một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn cho trong lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã làm đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con dân Việt trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết mắng ăn của mình. Khi đọc đến đây ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng. Nhưng đúng nhất là tôi đang chống lại sự mất mát của người Việt Mất mát màu da tiếng nói của tôi đã nhận mình là một phần trong đó Sinh ra làm người Việt Nam đều không thể chọn Tôi thấy mình đã đứng trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và chắc trở Nhưng dù định mệnh như thế nào thì chúng tôi vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn Không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho bất kỳ cứ, cho bất cứ triều đại nào cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai giả vờ yêu nước và mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi với dân tộc Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một và một đó thuộc về sự thật Không có gì không thể thay đổi lịch sử đã cho thấy như vậy Và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một kẻ vong quốc Vô dân tộc ngay trên quê nhà trở lại với người vầy Việt đúng nghĩa từng niên kỷ tôi đã đập vỡ sự hào nhoáng ngu muội của mình bật máu rồi khâu vá lại mình một buổi sáng mùa xuân tôi lại soi lại mình trong gương tôi là tôi tầm thường tôi dạy dột giữa khó khăn tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác nhưng tôi đã trên con đường trở về với chốn của mình tôi là người việt nam Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi